Xin kính chào anh chị khách hàng. Hiện tại Giang đang có mặt tại dự án The Standard Bình Dương. Thì hôm nay Giang sẽ chia sẻ với anh chị khách hàng một cái căn nhà phố thiết kế một trệt hai lầu và vị trí ở một căn góc cực kỳ là đẹp luôn. Và căn này là căn view về công viên trung tâm dự án The Standard Bình Dương của chúng ta. Rồi, đây là căn số 1 liên kế 6 anh chị khách hàng nhé, với vị trí cực kỳ là đẹp, ở sở hữu một không gian rộng vô cùng là rộng và thoáng luôn. Tại không gian này anh chị khách hàng có thể để 3-4 chiếc ô tô trong cái khoảng sân nhà của mình luôn, cực kỳ là đẹp đúng không ạ? Anh chị muốn biết diện tích của căn này không ạ? Chiều ngang của căn này là 8.2m, chiều dài là 17m. Tổng diện tích mặt đất của cái căn nhà của chúng ta là 127.8m. Đó, cực kỳ là rộng và thoáng ha. 127.8m2 anh chị khách hàng nhé. Rồi, tại vị trí căn này á thì anh chị khách hàng có thể dễ dàng nhìn được một cái tầm view cực kỳ là đẹp luôn. Anh chị nhìn lên tay của Giang ha, là ở một vị trí tầng 1, tầng 2 thì chúng ta sẽ có một cái view cực kỳ là thoáng và view gốc hướng về công viên trung tâm và hồ bơi của dự án The Standard Bình Dương. Rồi, căn này thì mặt bên phải nhà từ ngoài đi vào á thì nó sẽ có một cái không gian rất rộng và thoáng ở ngay chỗ vị trí hàng rào nè anh chị. Tại vị trí này thì anh chị làm cái sân để anh chị để những cái ghế sofa để mình ngồi ở đây, hoặc thậm chí anh chị có thể làm những cái luống rau ngay vị trí này, cực kỳ là thoáng luôn ha. Đó, rồi phía mặt trước á thì anh chị bố trí những cái ghế sofa và mình có một cái tầm view hướng về phía clubhouse dự án The Standard Bình Dương. Rồi, chưa hết, bên phải cái căn của chúng ta có một khoảng lòi ra nè, mặt sau nè. Cái căn này có thiết kế miếng đất cực kỳ là đẹp, gọi là phần đất ha, gọi là phần đất cực kỳ là đẹp luôn. Và ở chỗ này chúng ta sẽ có một khoảng này để anh chị đi cái cửa bên hông luôn, để ra phía sau là một cái khu vực bếp. Thì tại khu vực bếp này á, anh chị có thể bố trí cái không gian bếp này hướng ra phía ngoài, và khi nấu nướng á, mình chỉ cần mở cửa sổ là gió sẽ đối lưu, nó sẽ đưa những cái mùi thức ăn ra phía bên ngoài hết, sẽ tạo không gian cho cái nhà mình luôn luôn tươi mát và sạch đẹp đúng không ạ? Rồi, phía sau thì nó có một khoảng lùi. Khoảng lùi này thì anh chị có thể để những chiếc xe máy mình phía sau này luôn, hoặc là mình để những cái vật dụng, hoặc là những cái gác sinh hoạt hàng ngày của mình á, mình để phía sau thì nó sẽ tạo thẩm mỹ cho cái căn nhà chúng ta cực kỳ là đẹp. Và chúng ta sẽ có một cái cửa sau là cái lối đi này nè anh chị khách hàng. Đây là cái lối đi chính của phía mặt sau của hai căn đâu đích. Thì cái mặt sau này bộ phận thu gom rác, họ sẽ thu gom rác vào mỗi buổi sáng sớm. Thì gác là mình không phải đi cửa trước nữa mà đặt phía sau luôn, nó sẽ tạo ra cái sinh khí cho cái căn nhà mình luôn luôn mát mẻ, sạch sẽ và tươm tất ha. Vâng, nếu anh chị khách hàng nào muốn sở hữu ngay căn số 1 liên kế 6, vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245885. Giang sẽ hỗ trợ đưa đón xe, mời anh chị đến tham quan thực tế dự án và lựa chọn ngay để cho mình sở hữu một cái căn nhà như ý cho gia đình của chúng ta. Rồi, hẹn gặp lại anh chị khách hàng tại dự án The Standard Bình Dương. Xin chào anh chị khách hàng.